Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì hôm nay số em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác những con chim giả nhé. Thì đây là con cúm núm giả, hay các bác còn gọi gà đồng giả nhé. Gà nước, gà đồng là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên bên em bán cung cấp rất nhiều mẫu chim giả. Thì hôm nay hàng lại mới ra lò xong rồi nhé. Đây là những con cúm núm giả, hay là các bác gọi là, các bác miền trong gọi là con gà nước ấy. Thì như bác thấy trên hình đây là một số lượng rất là nhiều để phục vụ cho anh em trong cái mùa bẫy cúm núm 2020. Thì bây giờ là đang mùa cục bẫy cúm núm rồi. Thì các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể tham khảo bên shop để đặt hàng với nhé. Shop em là ship COD toàn quốc. Đấy, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng sản phẩm thì các bác thực tế trên video thì các bác thanh toán tiền. Thì đầu tiên là em cũng xin giới thiệu là bên shop bán rất nhiều sản phẩm. Đây là con cúm núm mái nhé. Đấy, cúm núm mái. Thì chất liệu 100% là cúm núm thật. Đấy, và bên em đã lấy thịt ở trong rồi. Và bên em đã uốn thành khung sắt, dáng hình đẹp và nhồi keo silicone vào trong. Đấy, và sấy khô để đảm bảo chất lượng cũng như hàng đẹp cho anh em. Đây, đây là con mái luôn nhé. Thì phân biệt giữa con mái và con trống thì các bác nào mà chưa biết, có thể là mới chơi thì bác có thể tham khảo kỹ luôn nhé. Con mái thì của nó là không có màu. Đấy, và nó sẽ nhỏ hơn là con trống luôn nhé. Đấy, đây, đây là con mái nhé. Đây, còn con trống đây. Con trống thì nó sẽ có màu đỏ này. Đấy, và sẽ to hơn. Đấy, nhìn oai phong và to hơn, đẹp hơn thôi nhé. Đấy, con trống này sẽ to hơn. Tùy theo các bác, có bác thì đánh mái, có bác thì đánh trống. Tùy theo các sở thích của các bác. Nói chung là đánh mái cũng được mà trống cũng được. Hiệu quả thì tương đương nhau nhé. Đấy, đây là con mái và con trống để phân biệt rõ ràng. Con mái sẽ nhỏ hơn con trống luôn nhé. Đấy. Và bên em cũng cung cấp cả giò bẫy cho nhé. Giò bẫy cúm núm. Đây là cái bộ giò của nó này. Bộ giò cúm núm này thì một bộ của nó 20 chân thôi nhé. 20 chân. Và cao là 17cm. Đấy, và chân là chân đồng. Đấy, dây dù là dây dù siêu bền rồi. Và cáp là cáp lụa nhé. Đấy, cáp lụa. Mẫu này thì đành đảm bảo các bác đẩy cúm núm, gà đồng, bìm bìm đều được. Giò là giò phần như là giò đa năng. Bẫy con gì cũng được thôi nhé. Đấy. Nên là giá cả thì cũng rất là hợp lý cho anh em. Các bác nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho ba số chính của shop để đặt hàng. Đấy. Mẫu giò này thì các bác thường thường mua khoảng 2 bộ là đánh với một con cúm núm giả, hay là cộng thêm loa nữa là đánh rất là hiệu quả nhé. Đấy. Nên là các bác tham khảo kỹ để đặt hàng. Cúm núm mái thì sẽ rẻ hơn cúm núm trống nhé. Đấy, cúm núm trống sẽ to hơn và đắt hơn. Đấy. Anh em tham khảo xem là các bác nên lựa chọn cho mình một cái con cúm núm giả hợp lý. Đấy. Đồng đất của bác thì nếu mà các bác mà đánh cúm núm mái thì cũng rất là gọi trống đến rất là nhanh. Đấy, tùy theo anh em tham khảo nhé. Đấy, còn trống thì nếu mà bác đánh trống thì chủ yếu là nó đá nhau thôi. Đấy. Bên em cung cấp đầy đủ âm thanh, loa đài, phụ kiện, săn bẫy, mẹt, nụp đầy đủ hết thôi nhé. Đấy, hôm nay em chỉ giới thiệu cho bác cái mẫu cúm núm mái và trống để anh em tham khảo nhé. Đấy, lại mới ra lò xong nên là các bác nào mà có nhu cầu thì có thể nhanh tay đặt hàng. Em sẽ kết thúc video tại đây. Đấy, các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, và cũng rất cảm ơn các bác đã xem video. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video kế tiếp của shop.